Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội. Những lời cáo biệt. Gioan chương 13. Nói xong, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần." Làm người ở đời ai chẳng có lúc xao xuyến. Đức Giêsu 2 lần nhắc các môn đệ đừng xao xuyến trước sự ra đi được báo trước của Thầy. Nhưng Ngài đã xao xuyến khi thấy người ta khóc thương Lazaro. Ngài cũng đã xao xuyến khi giờ đã đến và cái chết gần kề. Trong bữa tối này, Đức Giêsu không tránh khỏi xao xuyến
khi nói đến sự phản bội sắp đến của một người môn đệ. Vậy, vấn đề không phải là cố tránh xao xuyến, mà là đừng để nó làm chủ mình. Trong bốn sách Tin Mừng, Thầy Giê-xu không bao giờ nói rõ Giu-đa là kẻ phản bội. Thầy muốn giữ thể diện, thậm chí cho kẻ sắp phản bội mình. Vì thế, nói chung các môn đệ không rõ ai là kẻ sẽ nộp thầy. Ông Phê-rô có lẽ nằm trên giường tiệc xa với thầy, nên đã làm hiệu cho anh môn đệ được thầy thương, để nhờ anh hỏi xem là ai. Thầy Giê-xu đã không nói tên kẻ phản bội. Thầy chỉ tế nhị dùng một dấu hiệu để cho anh môn đệ mình thương nhận ra. Dấu hiệu đó là chấm một miếng bánh trao cho Giu-đa. Đấy là một cử chỉ quý mến của chủ tiệc dành cho một vị khách đặc biệt. Việc trao miếng bánh cho Giu-đa cho thấy anh nằm gần với chủ tiệc là thầy. Như thế, Giu-đa, người thủ quỹ kiêm quản lý, có một chỗ khá cao trong bữa tiệc. Giu-đa đã nhận miếng bánh ân tình của thầy và anh có thể chọn lại. Anh có dám từ bỏ kế hoạch phản bội của anh không? Tiếc là không, cử chỉ ưu ái của thầy chẳng làm anh thay đổi. Khi anh vừa ăn xong miếng bánh thì Satan nhập vào anh. Chúng ta ngạc nhiên khi thầy Giê-xu không hề phân biệt đối xử với Giu-đa. Thầy đã rửa chân cho anh và còn cho anh tham dự bí tích thánh thể. Khi biết lòng anh chai đá, thầy lại hối thúc: anh làm gì thì làm mau đi. Giu-đa ra đi lúc trời đã tối. Cũng trong bữa tiệc này, Thầy Giê-xu nói về việc Phê-rô sẽ chối Thầy 3 lần. Thầy chỉ nói, sau khi Phê-rô tuyên bố mình sẽ thí mạng để cứu Thầy, Phê-rô tỏ ra quá tự tin vào tình yêu và sức mạnh của mình. Anh coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới, nên đã dễ dàng ngã quỵ. Thầy đi đâu? Ta lại thấy câu hỏi này của Phê-rô trong một sách ngụy thư ở cuối thế kỷ thứ 2. Lúc Phê-rô chạy trốn khỏi sự bách hại ở Roma, anh lại gặp thầy Giê-xu và hỏi thầy: thầy đi đâu vậy? Thầy trả lời: thầy đang vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Phê-rô hiểu ra nên trở lại Roma để chết tự đạo ở đó. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con.
xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Muscati. Thánh Giuse Muscati sinh ngày 25 tháng 7 năm 1880 tại Benevento, nước Ý. Thánh nhân là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Thân phụ của Giuse Muscati là thẩm phán ở Napoli. Vì vậy, cả gia đình đã chuyển đến sống ở đó. Khi Giuse lên 12 tuổi, người anh trai Abeto của ngài bị té ngựa. Thoạt đầu, gia đình hy vọng chữa trị được, nhưng tình trạng của cậu dần dần trở nên xấu hơn. Giuse Muscati trải qua nhiều giờ rảnh rang bên giường của anh mình. Ngài cũng có mặt ở đó khi anh Abeto qua đời. Cái chết của người anh trai đã gây cho Giuse Muscati sự xúc động sâu sắc. Ngài xin Đức Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể và mẹ Maria giải đáp. Đau khổ phải có mục đích của nó. Giuse Muscati cũng thử tìm đến với những phương dược chữa trị chuyên môn. Qua những phương thuốc tối hảo nhất, Giuse Muscati nhận thấy trong cuộc đời này chúng ta đang hành trình đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ, đang khi chúng ta cùng nhau hành trình. Giuse Muscati phân vân do dự và đã cầu nguyện cho biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Rồi Giuse quyết định muốn đóng góp chút tài lực để chữa trị nỗi đau khổ thể lý của con người. Ngài sẽ trở thành bác sĩ. Năm lên 23 tuổi, bác sĩ Muscati bắt đầu công tác tại bệnh viện, chuyên chữa những bệnh nhân nan trị ở thành phố Napoli. Sau đó, ngài mở một phòng mạch tư. Hết mọi bệnh nhân đều được tiếp đón, dù họ có thể hoặc không thể hoàn trả phí tổn. Muscati ghi toa thuốc cho những bệnh nhân nghèo, rồi trả tiền thuốc bằng chính tiền túi của ngài. Mỗi ngày trải qua thật dài và vất vả, nhưng bác sĩ Muscati vẫn kiên nhẫn dịu dàng và sống bao dung quảng đại. Ngài cố gắng chăm chú lắng nghe các bệnh nhân. Ngài khuyến khích họ và cầu nguyện cho họ. Không chỉ là bác sĩ ưu tú, mà Muscati còn là một người thánh thiện. Làm sao ngài làm được điều đó? Mỗi sáng, Giuse Muscati đi tham dự thánh lễ và dùng thời giờ đọc kinh nguyện. Rồi ngài thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm, sống trong những khu nhà ổ chuột của thành phố Napoli. Sau đó, ngài tới bệnh xá và bắt đầu các phiên trực của mình. Giuse Muscati đã làm việc và cầu nguyện cho các bệnh nhân của ngài suốt 24 năm. Ngài đã dốc đổ hết sức lực cho ơn kêu gọi của đời ngài. Vào trưa thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 1927, bác sĩ Muscati cảm thấy yếu mệt. Vì vậy, ngài đã tới phòng mạch của mình và ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành. Tại đó, ngài bị chứng đột quỵ và tắt thở, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ Giuse Muscati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Chúng ta hãy khẩn nài Thánh Giuse Muscati giúp chúng ta sống tử tế, lương thiện và giàu lòng thương cảm. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh nhân dạy chúng ta biết quý trọng thánh lễ và yêu mến mẹ Maria như ngài.
cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của thứ ba tuần thánh và dâng lời tạ ơn Cha là Chúa của muôn loài muôn vật. Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Lạy Chúa, con biết rằng không phải lúc nào con cũng bước theo Chúa. Hôm nay, con ghi nhớ những điều đã hứa với Chúa mà con chưa chu toàn và đem ra thực hành. Con xin dâng lên công việc hôm nay của con, hiệp cùng các anh chị em trong mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.